Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy hôn nhân hai lần mới tìm thấy hạnh phúc, sau cùng chỉ cần con trai. Rời khỏi làng giải trí, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy tập trung nhiều hơn cho công việc quản lý và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Thanh Thúy, cái tên không còn xa lạ với khán giả màn ảnh vào những năm thập niên 1990, không chỉ là một diễn viên Thanh Thúy, còn ca hát với vai trò một ca sĩ chuyên nghiệp. Giọng hát trong trẻo sâu sắc của cô khiến cho Thanh Thúy nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Năm 1994, Thanh Thúy theo đuổi ca hát chuyên nghiệp với giải nhất tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu. 3 năm sau, chị tiếp tục đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc, làm việc hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và mang lại nhiều thành công cho bản thân và đóng góp cho nền âm nhạc điện ảnh nước nhà. Thanh Thúy chính thức rời khỏi làng giải trí và đảm nhận chức vụ quan trọng. Cuối năm 2017, chị được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Thúy được bạn bè đồng nghiệp vô cùng yêu mến về tài năng cũng như cách điều hành lãnh đạo của mình. Tuy nhiên, người phụ nữ vừa có tài vừa có sắc hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân gia đình, bởi không ai có thể có cuộc sống trọn vẹn đủ đầy. Thanh Thúy cũng vậy, cô và người chồng đầu tiên ly hôn sau khi có chung một cậu con trai vô cùng đáng yêu. Chấp nhận ly hôn, Thanh Thúy phải mất nhiều thời gian để vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Thế rồi, cô cũng quen dần với cuộc sống làm mẹ đơn thân và hài lòng với những gì mình đang có. Thời gian chính cô dành cho công việc, cho việc chăm sóc con cái và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện để không còn thời gian nghĩ đến những mất mát đã qua trong tình cảm hôn nhân. Thời gian sau, Thanh Thúy gặp người đàn ông tốt khiến cho cô yên tâm và có thể mở lòng nhiều hơn trong chuyện tình cảm. Cuộc sống vì thế, cô một lần nữa lại cho phép bản thân được yêu, được tin vào tình yêu nhiều hơn. Anh chính là chỗ dựa vững chắc của cô, cũng chính là người bạn biết lắng nghe, đồng cảm với vợ trong công việc cũng như cuộc sống. Chồng tôi không làm cùng nghề, nhưng hiểu và đồng cảm với tôi trong công việc lẫn cuộc sống. Tôi cảm thấy may mắn khi gặp được anh, ca sĩ tâm sự. Thế nhưng Thanh Thúy không đặt quá nhiều vào cuộc hôn nhân mình thực sự kỳ vọng, cũng như niềm tin tuyệt đối như lần đầu kết hôn. Bởi lần này hôn nhân của cô là sự đồng cảm, thấu hiểu nhiều hơn, là tình yêu lứa đôi thời trẻ dài. Con trai của Thanh Thúy chính là động lực của cô vượt qua mọi khó khăn và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã bộc lộ nhiều khả năng nghệ thuật, nhưng Thanh Thúy không ủng hộ con theo con đường đầy cám dỗ này. Cô mong con lớn lên sẽ trở thành người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm với gia đình người khác và được sống với những niềm đam mê chính đáng của bản thân. Nghệ sĩ Thanh Thúy nói một cuộc đời quá may mắn khi thừa hưởng quá nhiều điều tốt đẹp từ cha mẹ, sự nghiêm khắc tự lập của cha và sự sâu sắc từ mẹ. Điều đó giúp cho Thanh Thúy không gục ngã như đôi lần gặp bất trắc.